nó lấy nhiều chứ hả? Nhưng mà chị xưa nay thì chị làm thì làm gì khắp nơi, chỗ nào lúc nào chị cũng dành về quê chị một kiếm. Thì hôm nay chị về Chiến Dương này thì chị mong cho bà con chú bác ở đây mọi người ai ngoại dưa đây là vô nắp hộp trồng dưa bị dịch cũng không có đi được. Sau nữa thì chuyển về quê hương của mình. Thì hôm qua cái clip này thì cộng đồng mạng mọi người cũng chung tay và chia sẻ và thông cảm với chị Tưởng. Cái đợt này em với chị Tưởng tính như nhau là sẽ phát dư miễn phí, chứ không mong muốn bà con cho tiền nhiều tiền, tại vì cái số tiền vừa rồi trong các đội phát dư thì khá là dư, rồi cô chú anh chị đóng góp nữa dư, thì trong clip tới thì tụi em sẽ tính toán lại số tiền bao nhiêu, nhưng mà không ngờ là sáng nay số tiền tự nhiên mọi người cho. Thì chị cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà đấy hả? Nó mà đi khắp nơi chỗ đâu mình cũng để cái hùng này, mà tại sao về quê hương chị không để cái hùng này? Chị thấy thì nó cũng là một cái sự nó con, cho nên mình không biết làm. Sợ mọi người phân bì, nói sao ở Sài Gòn này để mà quê lại không để. Nói rồi chị đem chắc em về quê chị. Cái này thôi chị cũng sẽ để cái đồng hồ. Vậy chứ em thấy chị đâu có để cái đồng hồ. Người quê mọi người rất tinh chất. Và em để ý một chút thì em thấy này, như Phong vừa kể một cái chi tiết là cái chị gái với con nhỏ trên tay đúng không? Và chị đang kiếm tiền, móc hết mức vượt móc vui được có mấy nghìn mẹ. Và sau đó thì em với Phong gọi được 1-2 nghìn để tự trưng được. Sau đó thì em cho một quả thôi. Nhưng mà sau anh em ở kia có thể đưa cho chị hai quả đều được đều quá cả tinh thần chung nhé. Cái lỗ còn cái bác lấy tuổi kia không nhìn được, bác mặc áo màu xanh kìa. Thì khi đưa quả dưa thì bác bảo thôi nhà có rồi không lấy, không lấy đâu, ra xem thôi không lấy đâu. Vâng, chứ không trái ngược như một số các trường hợp mà bác lấy thường thường có thể đấy là nhiều người cũng đi bao nhiêu sẵn tiền đây. Chị Tưởng kể cái trường hợp một cái anh mà cái ngày đầu tiên khi mà chị em mình phát dưa thì ảnh nhận một lúc 14 quả và sau đó như thế nào? Nhận 14 quả cơ hả? Cái bữa đầu tiên hai chị em phát dưa ở bên đường An Nhân Quân, quận 5 là có một câu chuyện rất là hy hữu. Anh nói là không phải anh lấy cho anh ăn mà vô mấy người ở sớm á, nó xuống đi lấy giùm, lấy giùm. Rồi anh nói anh lấy. Bỏ vỡ cho nó là anh lấy cho cô. Thấy hối hận. Thấy mới thấy cảm thấy mình ngu. Mày hỏi gì ngu? Mày không có ăn. Người ta lấy thì giờ cũng bơm hàng. Bơm hàng là chị ráp phút á, ráp giao hàng bị người ta đặt hàng người ta không ăn. Về đó ông anh này cũng rất là chân chất, thật thà. Cảm ơn chị. Cái thùng này là em mua ở trên mạng nè. 270 ngàn. Cô lấy bỏ cho tiền đâu mà. Ai lấy cô muốn xin lỗi. Có giờ cô bỏ mấy 40 ngàn, cô lấy hai bịch mà không được ta. Nó muốn bỏ gì bỏ chứ là buồn dễ sợ hơn à.
là được hai trái dưa à chị ơi, được hai trái à, không cho lấy nữa, cho người sau nữa. Tiếp lại mới nhét được. Cô ơi, không cản giùm cái. Có sữa ở đâu? Còn không đâu?